bí mật kinh hoàng đằng sau con đường cao tốc bắc nam phần lớn truyền thông lâu nay đưa tin đều nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế của con đường này và cái cần phải ngăn chặn chỉ là nhà thầu trung quốc chống thất thoát lãng phí đây cũng là cái bẫy tư duy mà nhà nước cộng sản trung quốc và việt nam đã dày công tạo ra bằng cách tạo các bài báo trên bbc và cả voa tất cả những người dân đang bị đưa vào thế đã rồi vì không hiểu được ý đồ thực sự của trung quốc nên mọi lên án là quá yếu ớt Âm mưu thức dậy là đây. Một trong những năm qua, Trung Quốc đã chiếm lĩnh nhiều căn cứ dọc bờ biển Việt Nam. Như chúng ta đã biết, việc xây dựng hoàn thiện ba đặc khu, cho dù có sự phản kháng gay gắt của người dân, đã là thắng lợi cực lớn. Song như thế là chưa đủ, cần một con đường kết nối các cứ điểm đó với nhau. Chúng ta có thể chắc chắn, khi cần, những Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Sa Vũ Áng, nhiệt điện Vĩnh Tân, vân vân, sẽ nhanh chóng trở thành căn cứ quân sự dự án đường cao tốc Bắc Nam sẽ nối các căn cứ đó trở thành một giải liên tục. 2. Đường chữ U trên cạn Trong khi người dân không có giải pháp nào để đưa vụ việc kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông như Philippines đã làm, hàng trăm vụ đâm chìm tàu thuyền của ngư dân đều bị chính quyền im lặng thời gian gần đây. Đường hàng không của Việt Nam đã hoàn toàn rời vào trong đất liền. Việc đất nước đã mất chủ quyền biển đảo là điều đau đớn phải chấp nhận khi chúng ta không thể làm gì với đường chữ u trên biển trung cộng đã nhanh chóng vẽ lại đường chữ u lấn vào vịnh bắc bộ và đang từng bước hoàn thành đường chữ u trên bộ hình hài đất nước quá mỏng manh đây cũng là con dao xuyên suốt việt nam ba một vành đai một con đường trong binh pháp tuân tử có mưu kế hiểm độc mượn đường diệt quắc mà chúng ta không lạ nhiều triều đại trung quốc muốn chiếm nước ta bằng kế này mà không thành khi muốn mượn đường nước ta để chiếm champa Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cho Trung Quốc mượn toàn bộ đất nước để thực hiện việc chiến lược một vành đai một con đường. Cho dù dự án này có thất bại thì việc chiếm đóng Việt Nam coi như xong thông qua sự kiểm soát con đường này. 4. Dọn chiến trường cho chiến tranh Mỹ-Trung Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang từng bước hiện hình trong một cuộc chiến tranh thực sự vì Trung Quốc đã đi quá giới hạn để có thể dừng lại khi đã cho xây quá nhiều căn cứ trên Biển Đông và Mỹ cùng với đồng minh không thể cho phép điều này cách tốt nhất thẳng thắn trong một cuộc chiến là chuẩn bị thật kỹ cho nó để kẻ thù khiếp sợ mà không dám đánh việc mong muốn kéo dài chiến tranh thương mại mỹ trung của trung quốc nhằm mục đích này chuẩn bị chiến trường trung quốc không hề có thế mạnh hải quân và không quân khi so sánh với mỹ và đồng minh vậy các căn cứ cố định trên bờ luôn là thế mạnh của nó và vì vậy nó cần hệ thống căn cứ liên tục trên bờ biển đông để chủ động cho cuộc chiến tất cả các đặc khu nằm trên những vị trí cực kỳ chiến lược về an ninh, điều đó cực kỳ nguy hại vì Việt Nam lần nữa bị lôi thẳng vào cuộc chiến mà dân tộc này không hề muốn và không hề biết. 5. Mọi thứ đã sẵn sàng, bước công bố Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc muốn được tham gia đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam tại Việt Nam theo hai hình thức EPC và VTO, mới chỉ là bước cuối mà thôi. Tuyến đường này đã được cắt nhỏ làm nhiều phần và đã được thi công từ năm 2018 đến nay. Điều đau lòng là một số đoạn đã dùng tiền ngân sách để thi công với sự hợp tác chặt chẽ của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Đây là chiêu dùng mỡ nó dán nó, thật là đau đớn. Ví dụ như dự án cầu Bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh tại cửa hội đã được khởi công đầu năm nay, đầu tư gần 1.000 tỷ đồng hoàn toàn dùng vốn của Việt Nam. Số phận dân tộc bị đem đi bán Đây là con đường sinh mạng của dân tộc Việt Nam. Chỉ cần nhìn vào tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông chỉ dài có 13 km là đã nhìn thấy rõ được hiểm họa. Đường sắt Cát Linh Hà Đông dài 13 km, tổng vốn đầu tư ban đầu là 552 triệu đô la, sau đó đội vốn lên 891,92 triệu đô la. Sau 2 năm chậm tiến độ, dự án đội vốn thêm 331,1 triệu đô la. Tổng số vốn dự án đến nay đã lên đến 1 tỷ 231 triệu đô la Mỹ. Mỗi năm Việt Nam phải trả cho China Exim Bank là 28,8 triệu đô la, tương đương với 650 tỷ đồng. Cho số tiền vay ưu đãi 250 triệu đô la Mỹ, chưa kể số vốn vay là 419 triệu đô la Mỹ, trước đó không thấy đề cập đến. Theo số liệu của Bộ Tài chính Việt Nam đến cuối tháng 12 năm 2018, như vậy, cứ nhân lên chiều dài đường cao tốc Bắc Nam sẽ thấy núi nợ khủng khiếp đến mức độ nào nếu để cho Trung Quốc bao thầu chọn gói dự án từ A đến Z này đường cao tốc Bắc Nam dài 2.095 km, theo thông báo đầu tiên có giá trị khoảng 50 tỷ đô la. Trung Quốc sẽ thực sự bỏ vào đây bao nhiêu tỷ đô la để mua đứt số phận gần 100 triệu người dân Việt Nam. Chúng ta cũng không quên chỉ từ khoản vay đầu tiên là 307 triệu đô la mà chính phủ Sri Lanka đã phải gán cả cảng biển Hambantota cho tàu cộng đến 99 năm. Song ở đây cũng chỉ là một cảng biển, Đối với đất nước ta, chính quyền cộng sản Việt Nam đang giao cho tàu cộng cả đất nước. Nó có thể chỉ cần bỏ vài tỷ đô la để thực sự có được hợp đồng khống chế toàn bộ bộ máy chính trị và quyền ra vào cho hàng triệu công nhân và sau đó dễ dàng dùng cả tuyến đường để cắm nợ ngân hàng để thực hiện. Cho dù thế nào thì 50 tỷ đô la chia cho 100 triệu dân sẽ bằng 500 đô la. 500 đô la cho một số phận người Việt quá rẻ rúm phải không? có cái ngu và cái đau đớn nào hơn nỗi đau này? Trung Quốc giải thảm hồ sơ đấu thầu tất cả các dự án cao tốc Bắc Nam. Toàn bộ 8 dự án tuyến cao tốc Bắc Nam đã hoàn thành việc mở thầu, vẫn như cách làm là lấy thịt đè người. Nhiều nhà thầu Trung Quốc có hồ sơ đẹp và tiềm lực tài chính hùng mạnh đang áp đảo hẳn số còn lại và có thể dự đoán trước được viễn cảnh nhà thầu Trung Quốc sẽ ám chọn dự án cao tốc Bắc Nam của chính phủ Việt Nam. Trong khi các nhà đầu tư Nhật Bản và một số nước châu Âu không nộp hồ sơ thì các doanh nghiệp của Trung Quốc giải thảm hồ sơ ở tất cả các dự án cao tốc Bắc Nam. Báo VN Express vào ngày 27 tháng 7 năm 2019 dẫn tin từ Ban Quản lý Dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho hay vòng sơ tuyển 8 dự án xây dựng theo phương thức đối tác công tư gọi tắt là PPP của cao tốc Bắc Nam đã có 60 hồ sơ từ các nhà đầu tư nộp vào Điều đáng ngạc nhiên là trong số hồ sơ tham dự thầu không thấy các nhà đầu tư Nhật Bản và một số nước châu Âu, mặc dù trước đó hội nghị xúc tiến đầu tư của Bộ Giao thông Vận tải có khá nhiều nhà đầu tư từ các nước nói trên tham gia. Trong khi đó, có tới 30 bộ hồ sơ của nhà thầu Trung Quốc hoặc Trung Quốc liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia sơ tuyển, số còn lại 15 bộ hồ sơ là từ các nhà đầu tư Hàn Quốc, Pháp, Philippines, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ có 15 bộ hồ sơ tham gia hồ sơ dự tuyển. Ngoài ra, đứng tên trong liên doanh tham gia thầu nhưng có một số doanh nghiệp Việt Nam chỉ là thành viên, đứng đầu vẫn là các doanh nghiệp Trung Quốc, cụ thể như liên doanh China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Investment Group và công ty cổ phần Tasco Việt Nam tham gia sơ tuyển cả dự án Nghi Sơn Diễn Châu và Diễn Châu Bãi Vọt nhưng Tasco chỉ là thành viên, đứng đầu liên doanh là China Railway Construction Corporation. Đại diện một ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết Đa số các nhà đầu tư Trung Quốc đều rất mạnh về yếu tố vốn tự có cũng như khả năng huy động vốn với lãi suất thấp từ 0 đến 2%. Cũng theo báo VnExpress, trước đó hồi tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, chủ tịch tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc để bàn về tiềm năng hợp tác hai bên trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Ông Nghiêm Giới Hòa đã bày tỏ muốn được chỉ định thầu dự án đường cao tốc Bắc Nam. Tuy nhiên sau khi truyền thông loan tin công luận phản đối thì lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã lên tiếng. Hầu hết các dự án giao thông đầu tư theo hình thức PPP và sẽ đấu thầu công khai không chỉ định thầu. Theo ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng đối tác công tư PPP Bộ Giao thông Vận tải, 8 dự án cao tốc Bắc Nam đầu tư theo hình thức PPP sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn các nhà thầu đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam và phù hợp thông lệ quốc tế. Do đó việc nhiều nhà đầu tư đến từ Trung Quốc quan tâm đến dự án là điều hoàn toàn bình thường về việc có ý kiến cho rằng tổng thầu trung quốc đã chậm trễ trong việc xây dựng đường sắt cát linh hà đông do vậy cơ quan quản lý cần xem xét yếu tố này khi xét thầu cao tốc bắc nam ông huy biện minh dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở hà nội do tổng thầu trung quốc thực hiện giữa nhà thầu và nhà đầu tư là khác nhau ông huy giải thích thêm cao tốc bắc nam đang lựa chọn nhà đầu tư rồi mới lựa chọn nhà thầu và là nhà thầu ngoại quốc phải liên doanh với nhà thầu việt nam để thực hiện dự án Lãnh đạo vụ đối tác công tư cho rằng điều dư luận quan tâm là chất lượng, tiến độ dự án do vậy cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phải đưa ra bộ hồ sơ thầu và hợp đồng để quản lý chặt chẽ ngay từ đầu cũng như bảo đảm cả vòng đời dự án. Chúng ta làm theo luật đấu thầu nên không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoại quốc, ông Huy nói. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến tổng mức đầu tư dự án này khoảng hơn 100.000 tỷ đồng, tương đương với 4,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó vốn đầu tư nhà nước là 40.360 tỷ đồng tương đương với 1,7 tỷ đô la Mỹ dành cho giải tỏa mặt bằng và tái định cư.